Thiếu tướng Lê Văn Duy, Chính ủy Quân đoàn 2. Xin cảm ơn. Quân đội nhân dân Việt Nam, đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, xin kính chào ban chỉ đạo, ban tổ chức, hội đồng giám khảo cùng các bạn đồng nghiệp. Xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc liên hoan thành công rực rỡ. Chương trình dự thi của nhà hát chèo quân đội xin phép được bắt đầu. Biên đạo nữ, nghệ sĩ ưu tú Thái Anh Ngọc, chỉ đạo nghệ thuật, giám đốc, đại tá, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quốc Trường, chỉ huy biểu diễn, nghệ sĩ ưu tú Phương Thúy, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Minh, chỉ huy dàn nhạc, nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Hữu Vương, âm thanh, văn đại, nghệ sĩ ưu tú Tiến Dũng, Ánh Sáng, Hùng Cường, Thanh Tuấn cùng tập thể nam nữ nghệ sĩ diễn viên dàn nhạc dân tộc đoàn diễn một nhà hát chèo quân đội trình diễn. Lệnh giao!
Ôi con ơi, con đi thử ra ngoài bên xem Trang Si đã tới nơi chưa. Nếu như đúng hẹn thì giờ này Trang Si phải tới chưa. Mẹ nhà hát theo quân đội đi. Con ơi, thế nào, có thấy gì không con? Thấy gì không? Bố ơi, con có thấy ai đâu. Trời ơi, trước khi cha con đi, cha con đã dặn lại rằng phải đón bằng được Trang Si. Vậy mà giờ này vẫn chưa thấy người lại. Tàn lo quá con ơi. Con ơi, con hãy thử nhìn kỹ lại xem có thấy gì không. Thấy gì không? Để ta xuống. Xuống kia cho xử lý cái máy quay ở kia. Đây rồi, tôi để cháu nhắm đi. Cho cháu xuống đây, cho cháu xuống. Người nấp rượu và người rong trèo đời, bên bến nước mặc gió lùa tóc rối, mặc sưng vuông đầm giá ướt đôi vai. Có phải chủ quán đang đợi một người? Biết người đó là ai? Một tráng sĩ? Có phải không cô gái? Nhưng thật tiếc, ta chỉ là khách lưu, thèm vô cùng và khát vọng mênh mông, muốn qua đò, liệu có được hay không?
Có phải tráng sĩ là... Thưa phải. Tráng sĩ ơi, nghiệp lệnh của Vương Phúc tướng quân triệt hết giang thuyền câu hãm ngư dân, chẳng lưới bắt những người sang chiêm quốc. Nghĩa là chúng muốn bắt những người vì đất nước, vì Giang Sơn mà sách kiếm lên đường, cưỡi ngọn phong ba đạp sóng trùng dương, đem chính nghĩa để thắng phương bạo ngược, cứu Lê Thứ ra khỏi vòng lửa nước, thu Sơn Hà một mối lại trong tay. Hóa ra bao câu hát lúc vừa đây của chủ quan là hoài cảm. Vâng, là hoài cảm, nhưng cũng là hoài mộng, là kỳ ẩn, nhưng cũng là kỳ vọng. Mà thôi, chàng sĩ bận tâm điều đó làm chi, diều nghiêng vò xót cạn bóng chiều đi, xin người nâng bát cho lòng kia ấm lại. Rượu nhấp mãi không quay lòng sầu xưa, uống làm chi, nhưng không uống, không đành. Ta uống một mình, nàng tha lỗi, nhưng ta uống một mình, cạn chén men nồng nồng tràn ngàn vời nỗi cô đơn. Men rượu nồng nồng kia sao đắng chát tay làm kẻ thua cao nước cờ. Chắc
Tráng sĩ ơi, chập trùng chiêm Việt đôi bờ, cắm sào vẫn có người chờ nước trong. Nghĩa là vẫn có người chờ khách sang sông. Người đó là ai? Người đó là ai cô gái? Tiếc quá, sao tráng sĩ nói rằng tráng sĩ chỉ là khách lữ thèm vô cùng và khát vọng mênh mông. Mà cha tôi, người lái đò khờ khạo, can đảm, bầm bính lại viển vông, chỉ chờ những ai là quốc phạm. Vì quốc lạc, phân cờ lên đầu ngọn gậy thông minh, được quân ba đem chi khí tung hoành, thời chưa lại cờ thêm còn đợi gió, phiêu bạt lanh đanh bờ trắng bên cỏ, độc gừng vàng loáng ngược máu cửu nhân, bốn bể in dấu ngược vết chân, hiện tương bị quân thù theo dõi bắt. Cô gái, nàng là ai? Dạ, trốn giang đầu heo hắt. Tôi chỉ là con gái bán rượu chát quen nghề và là người đọc hết bài vè trước quân. Tờ cáo thị giọng ngu dân khôn khéo. Vẽ hình ta, chúng vẽ hình ta, trốn sơn cùng thủy tận chúng không tha, ngăn vó ngựa bắt ta ngừng tuốt kịp, đầy lòng ta của kẻ đòi ngự trị, trên muôn dân gieo thống khổ lòng ta. In sao được gớm thay loài cẩu trẻ, sống trên máu mênh ngang trên huyết lệ, còn nọ một giao quốc phạt lê liêng. Thưa phải. Cháu ơi, buổi non nước ngừa nghe, thời cỏ cây tán loạn, ai tráng sĩ mà không là quốc phạm, ai danh nhân mà không hóa vong nhân, ai hiền lương mà tránh khỏi cắt lần, ai trinh tiết mà thoát vòng ô trọng, nát vỡ ngọc vàng nhậu tan lông phong, nước mắt chăn hòa mái cỏ cung vi. Vậy thì tráng sĩ ơi, người trong dân điều đó làm chi? Cô gái, cô là? Dạ, tôi là Thị Trinh, con chủ quán, người lái đò đi ông. Vậy cụ đâu? Cha tôi sang chiêm từ trước, đón anh tôi là Trần Bạch trở về. Nổi chiều nay khi trăng nở ven đê, đò sẽ lại buông sào trên bến cũ. Hay quá, để lại đón những người như trắng gì? Chẳng sĩ và quốc phạm cậu là ba. Chẳng sĩ ơi, người hãy bình tâm, quán nỗi nhớ đường xa. Thì chứ, xin em hãy hiểu cho lòng kẻ sĩ mới gặp gỡ nên giữ tình giữ ý, lại sốt sàng vì nghi hoặc vu vơ, mượn bát rượu mồi giả đần say sưa, vay thuật ngữ đóng vai người quân chi. Bởi thiên hạ hay chọn nhầm chi kỳ, nên nhìn đời cũng lấy thực làm vui. Thì chứ, ta tin rằng rồi sẽ có một ngày. Sẽ có một ngày mà bên ngực âm một khuya lửa rồi, dòng đường trôi muôn vẻ đón thiên thần. Các kinh thành sở thức một mùa xuân, và chiến thắng rực trời ông nào mạnh. Thì chung, em hãy chấp cho chim bằng đôi cánh, làm nước nguồn để dẫn lối trăng đi. Chắp cho chim bằng đôi cánh, làm nước nguồn dẫn lối trăng đi. Chúng bay rồi còn có nhớ ở Hàn Giang, trăng soi có nhau tháng ngàn. Tuấn Anh ơi, Tuấn Anh. Biên địa quanh nghe trắng lèo lèo, thơ mưa dòng lạnh cút lèo sơ, trăng nhòe đáng yêu câu tông sầu, gió tàn hình hoa khúc đoàn trường. Sự nghiệp chưa tròn thân kiếm mã, tơ duyên đành gác hội uyên ương.
đau khổ nửa kiếp là bao loạn. Một bước đi ngoài mấy phân. Mấy phân gian nguy đất bụi bỗng thương thế trời nắng đi trái đất thẳng hỡi người người ơi hãy thương khi trái Ê, tiểu ơi!
về nhà là anh muốn được nếm lại chút men quê. Em xem thử xem rượu còn ấy. Này, anh bảo, anh có câu chuyện này buồn cười muốn chết. Chuyện gì đấy hả anh? Xin một bò rồi kể cho mà nghe. Trời ơi, Bạch ơi, Vũ còn nhớ khi anh đi mới đổ xăng hè, đầu tường đang lập lòe lửa liệu, bấm đốt ngón tay tròn một năm không thiếu, tròn một năm vắng mặt tăm hơi, đau đau cha già thương nhớ khôn nguôi, lại lo lắng ngày đêm vì cốt sổ, tóc bạc trắng những canh dài không ngủ, thân heo mòn trong diều uống thay cơm, hết hoàng hôn lại hoàng hôn bên bên ngũ hồ sang hiu cha trong mong anh mỏi mòn con mắt bên sông xưa vẫn mù mịt băng. Rồi ông ấy choàng vai tấm áo khoác mông mắt, vượt sóng sang kiếm tay trèo tay lái để đưa anh về đây. Đưa đâu về nữa? Ông ấy sang về thì chiêm quánh con một trận, chết chết thì đưa đâu. Mày ơi, thì có làm sao không? Trinh. Dạ. Ăn xem rượu thế nào mà bò nào thì cũng hết chống thơ thế này. Kìa anh Bạch, rượu em bán hết cho khách rồi. Bán hết rồi. Biết thế này mình cứ liều quách ở lại bên chiêm. Rượu chiêm thành là ta cứ thả cửa uống đi. Gương đồng còn thơm hơn cả rượu tiếng. Gà gà trên ngà gà gà chiếc tôi gà hết ra ngoài bến, ra ngoài bến can tra giúp em, can tra giúp đỏ lại,
đêm nay sẽ có khách qua sông khi trăng rụng. Anh Mạch, chớ cùng hút rượu uống rượu. Anh Mạch ơi, nhưng mà nhưng người khách này là Mạch ơi, còn có biết là cái người này vô cùng quan trọng. Thôi, dù có là ông Khánh cũng khó lòng mà ta nổi ông ấy. Anh ơi, nhưng mà đã bảo rồi, dù có lỗi lạc tài ba, dù tuấn kiệt siêu quần hay dũng mãnh, khi sang chiếm là lại với hai vai sứ mệnh, vai quẩy hiệu tăng, vai gánh phấn son, chuyện trăng qua thay công chuyện nước nôi, đơn say rũ đồ, đơn say đế bá. Này, thế thằng ấy đang trốn ở đâu? Anh ơi, ra đây. Người ấy đợi ở ngoài xăng thần miếu từ lâu, đợi đêm ngả trong tan vạch. Anh mà không đi là em lỡ hẹn. Mà nghe em dặn đây, anh nhớ phải giữ kín chuyện này, kẻo tay bay vạ gió, nhớ chưa? Bạch ơi, nhớ giữ kín chuyện này. Nhớ đấy. Nhớ rồi, nhưng xin một bò. Xin một bò. Tay khách vừa rồi chắc cũng là một tay bậm nhiều, bao nhiêu vò mà hết sạch sành xanh, vớ được nhau vậy là ta cứ phải đấu một vài canh thì mới phân được tài cao thấp. Bay đâu bay quát. Tiếc, tiếc, đâu còn hay mất à? Hay là tiếc sợi dây chương cổ trên cây? Tiếc ruột gan chưa bị gươm phanh, làm ba khúc quăng thấy giữa đầu à? Cho hỏi cái, cái ngài tên là gì, là người Minh hay người Việt á? Ta Thám Minh Đặng Ích. Cái nổ à, cái nổ à, là người Việt á. Nhưng theo cái triều Minh lâu ngày à, giờ trở thành người Minh ấy. Khốn nạn quá à. Người Việt này theo Minh lâu ngày để trở thành người Minh, quá khốn nạn. Ây à, cái này, cái này à, còn khốn nạn hơn nhiều á. À, ngươi ngửi đi, có thấy mùi gì không á? Ây da, ngươi hỏi mù quá à. Mùi thơm của rượu, có mùi gì nữa? Được, đây là rượu quý của thiên triều. Đây quá. Nhưng thì cái vò rượu này sẽ thuộc về người. Hảo nha, hỏi đi á. Hảo lấy đò đâu? Ây da, ta không biết à. Người không biết. Ta muốn người nói thật. Khoảng giờ thân sang giàu, có ai mặc áo lục, cưỡi ngựa hồng, hỏi lối sang sông? Chiếc hơi đâm có trong lưng đâu mà đâm nhiều thế? Này, ta không biết. Không biết là không biết thì ngươi hãy ngửi đi. Ngửi
phía thiên treo à. Ta không biết à. Sao? Ngươi không biết à? Ngươi có biết hắn là ai không? Thế ngài hỏi hắn làm gì? Hắn là một tên quốc phạm, đại trong vạn quốc phạm. Hắn trốn đâu? Ngươi hãy chỉ cho ta. Hay ngươi muốn xếp vào hàng bảo ơi? Ây da, quả là từ sáng tới giờ ta không thấy ai qua lại cơ nhá. Dạ chân thành là tôi đã được đường khai, còn giết hay tha tùy ngài đó. Ngươi chối cãi, nghĩa là ngươi muốn chết. Ta nghe rõ, võ ngựa đè lá xiết, cuốn gió được bùn bút dẻo ngàn băng về đây từ lúc nắng lên cảnh nữa, ta sẽ giết người lấy giờ giết hắn. Giết hắn? Giết hắn? Giết đi. Giết thoải mái, nhưng nhớ là trước khi giết là cứ phải cho ta say rồi hắn giết. Ta chết là ta phải được say hả? Mặt lỗi tiếc gì đây. Thế đừng đây. Tao bây giờ nói cho ta biết, tên áo lục đâu? Bộ quan ta đã bảo là ta không biết à? Ta hỏi ngươi lần cuối, tên áo lục đâu? Ta không biết, làm cho nó nói. Tên áo lục đâu? Ta không biết, làm cho nó nói. Rồi, sang thân biếu. Sao nữa? Chờ thuyền. Sao nữa? Trăng lặn trên vượt thuyền chân chiếc quốc. Hay lắm. Lấy ra và giang thần miếu. Chả đoán chắc rằng chúng đến quán để tìm Lê Tráng Sĩ. Bạch, Bạch, trời, suốt ngày túy lý vẫn chưa cất nổi đầu từ chiếm quốc về đây ư? Cha ơi, con có nậm rượu này ngon lắm thì mời cha làm hết. Anh Bạch. Trời ơi, rượu này là rượu của lúc bán nước. Vứt đi. Vứt đi. Được rồi, con vứt luôn. Vứt. Bạch. Bạch. Con vứt rượu. Ra đây. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Cha dạy con những gì? Thứ nhất là phải bỏ rượu, thứ nhì không được giao du với lũ bán nước. Vậy mà con vẫn chứng nào tật nấy là sao? Cha ơi, con xin cha đừng đánh con đi cha. Con xin cha. Cha ơi, con thèm rượu lắm cha. Cái gì? Cha, con xin cha. Cha. Trời ơi, con tôi. Mạch, đứng dậy nghe cho hỏi nào. Thế vừa rồi con và tên Đặng Ích đã bàn với nhau những gì hả? Con có biết chuyện gì đâu mà con bàn lại sao? Con không bàn chuyện gì cả.
Quan chỉ có uống rượu rồi, ngâm thơ rồi là bàn chút đạo lý thôi cả. Sao? Chỉ uống rượu ngâm thơ và bàn xôn đạo lý ư? Con ơi, đó là một mưu trước thăm dò để truy bắt người tráng sĩ sắp qua đó. Nên hắn đã dùng rượu quý để nhử con vào cạn bẫy đấy con. Thế con trả lời nó như thế nào? Cha ơi, con có biết chuyện gì đâu mà con trả lời cha. Đến lúc này con dối cha ư? Nói ra cha ơi. Nhưng mà con sợ cha. Con sợ trước lưỡi giáo nghe người lòng hoảng loạn nên con đành nói là ra ngoài ra thân miếu mà bắt. Trời đất ơi, con ơi, con biết sao được người đó là ai? So với người đó, con là một đứa vô tài, nhưng nắm đất lên núi cao vời vời, loài cỏ hèn mò dưới ngọt thâm thu. Kìa cha, con có làm gì sai đâu mà người cha cũng mắng con. Anh thầy, cái hơn. Cái tội của con là cái tội tây ninh, úp mặt theo phượng úy tử tham sinh, cúi đầu xuống, cảm sống về cho ngựa. Con ơi, con đã đưa gót thù về để giày xéo giang sơn, phá miếu đường làm miếng đục tỏ tâm, đưa dân tộc bước vào vòng nô thuộc. Cha ơi, cha nên lo cho cái thân của cha trước đi. Cha cái gì mà phải nghĩ cho một cái thằng tuổi tiểu tốt vô danh nhỉ? Anh Bạch, mày vừa nói cái gì? Cha, cha ơi, gì? Thì cha điên đổ mày. Cha, trời ơi, con xin cha. Đứng lại. Cha ơi, con xin cha. Cha, đi đâu? Cha ơi, mày, cha, đi đâu? Trời ơi, quân phản thu. Đây mái chèo đưa người khách đăng trình, bao đền voi ta cần cù gọt sửa. Nếu người không lại thì mái chèo này còn để làm chi nữa? Thank you.
kìa con. Có chuyện gì vậy? Cha ơi, ở ngoài phường Xuân Lộc, con nghe người kháo quân Minh Hương náo động. Vì biết tin Lê Trang Sĩ muốn qua sông, chúng tung ra trăm tướng tá mình hùng và trên dưới hàng mấy ngàn quân mã, kéo thẳng đến răng dần biếu tổng nã. Từ đêm qua tới suốt sáng hôm nay, một cánh chim không lọt khỏi vòng vây. Nói xong, một cánh chim không lọt khỏi vòng vây ư? Lại là tên Đặng Ích. Cha ơi, dẫn đường cho Đặng Ích là... là ai? Là ai? Là anh Bạch nhà mình. Con nói cái gì? Con nói gì? Cha ơi, Anh Bạch theo quân mình rồi. Đau lòng cha. Quan gia cài cảnh nhà, lòng cha tan nát. Nhưng cơ đồ không lâm bước suy vong, đã thoát long người, trời cũng góp công. Ôi cha mừng khôn xiết. Con gái, lấy rượu cho cha. Vâng ạ. Chèo đây vẫn còn nguyên vẹn, gió vẫn buông sào trên bến Ngũ Bồ, đợi chàng anh hùng nức tiếng thành đô vượt biên giới đem binh về rửa nhục, phá ngục tù bé ngọn cờ khuất phục, đuổi thù sát nghịch diệt ác trừ gian, loài tỳ hưu nghe vỡ mật kinh hoàng, giống sâu kiến sợ nếp mình khiếp vía. Còn bây giờ, hai cha con ta hãy chia thành mấy phía. Cha sẽ lên mặt Bắc thăm dò. Còn con phải xuống Nam. Thôi, cha đi trước đây. Cha ơi. Chuyện gì thế con? Thế giặc hương như chiều dâng nước buồn. Cha lưu tâm kẻo tay vách mạch rừng. Tình loạn chuyển chúng khám xét không ngừng. Khắp mọi chỗ, tình nghi là giấu giếm. Những tài liệu cơ binh và khởi binh của Lê Vương thủa mới ra quân, không cho ai phải trái nửa lời phân, giết không tha cả trẻ già trai gái.
nào đại vương, nào tiểu tiết tôi về. Cha, cha cần phải tính kỹ à. Con nói sao? Con định khuyên cha đốt hình ư? Dạ. Không, hình này là chí bảo do chính Nguyễn Trãi tự tay bút thảo, từ núi lan truyền đi khắp dân gian, từng chữ từng lời gọi kẻ trung can, hãy vì nước kiếp lên đường giết giặc. Cả đời cha ngẩng mặt lên cao, không hổ thẹn với đôi vầng nhật nguyệt, không mang tiếng là ơn hèn sợ chết. Cha thà làm vong quỷ u bồ giang còn hơn đốt hình để quy hàng. Không, không. Chú giặc mình lại đi săn người. Cha ra ngóng tình hình, con ở lại trong quán chờ tìm cha quay lại. Cha đi cẩn thận. Cùng Nguyễn Trãi ngồi chung
mưu tính kế. Một tay hào trượt mơ làm hoàng đế, một kẻ hủ nho lôi đá mã trọng. Đại nhân, tôi xin ngài, nè, hãy ngồi xuống đây nghe mà nói đã. Đại nhân, tôi loài cỏ dại kỳ đang trông chờ bằng nhau thân. Tôi xin ngài hãy tự trọng.
kìa, nàng đi đâu? Nàng đi đâu? Đứng yên, nếu người tiền đấy, ta sẽ nhảy xuống đây không vậy? Đứng yên, kìa nàng hãy bình tĩnh đi, bình tĩnh. Sao lại phải chết nhỉ? Thôi được rồi. Bình tĩnh, ta sẽ trở về sắp đặt. Hẹn cho nàng đúng giờ tí hôm nay, bàn với chân mọi việc xong ngay, rồi ta sẽ quay trở lại. Nhớ, nếu như cố tình chống lệnh thì cái quán này sẽ bị đốt ra cho đầu lão đồ, sẽ phơi nắng bến đỏ. Còn nàng vẫn cứ là phu nhân đàn ích. Thank you.
Anh tìm cái gì thế? Anh Bạch ơi! Bơi trèo đâu? Anh lấy bơi trèo làm gì? Đưa bơi trèo cho anh! Không, em không thể đưa được. Sao vậy không đưa? Đưa nó cho anh để anh lại sang Chiêm Quốc. Anh Bạch, anh nghe em, đừng sang Chiêm Quốc nữa nhá. Chân voi cuồng chỉ tơ nào cuồng nổi, lưới nào dâng cánh chim loạn bay bóng. Cái gì thế anh? Chào về. Chào về à? Chào về. Trốn đi. Không, anh Bạch, không được trốn. Không trốn là cha xích giết đây. Anh nghe em ở lại đi, giết ai? Giết tên phản loạn theo mình. Tên phản loạn nào? Tên... ai? Anh đây. Trốn đi, trốn đi, không có cha giết cả em đấy. Đi, anh Bạch ơi. Kìa, Lê Liêm. Lê Liêm taxi. Mời taxi ấy vào trong nhà đã. Ờ kìa, Lê Liêm. Mời taxi ấy vào trong nhà. Mời taxi ấy vào đây. Thạch sĩ, mời vào trong nhà. Kể thạch sĩ, người vẫn còn nghi ngại ư? Lão xin thề, lão xin thề trên tóc bạc đầu râu, lòng trung nghĩa như gương soi sáng tỏ. Mày thạch sĩ quay lại quán cỏ. Mời taxi ngồi. Có gì cứ từ từ nói. Ta tìm về để hỏi thì chính, sao lại đem ta tố giác với quân mình? Còn già dặn đóng vai người kiệt nữa. Kính lão. Không dám. May mà ta nhanh trí, không thì ta đã chết. Lão, trang sĩ, xin trang sĩ hãy bớt ra. Rồi sao sẽ kẹt tường tận đầu gối. Tin hay không thì tùy ý nơi người. Rồi thấu hiểu hay còn oán hận. Xong sự thực thì xin người hãy nhận. Sau việc lỗi lầm xót xảy đêm qua, chỉ vì thằng Trần Bạch mà ra. Vì nó cả. Không, ta không tin. Ta không tin. Làm sao Trần Bạch biết ta ở Giang Thần Miếu? Tất cả là Thị Trinh. Là Thị Trinh. Thị Trinh đâu? Thị Trinh đâu? Lê Liêm. Thị Trinh đâu? Lê Liêm. Lê Liêm, chàng gọi em. Phải. Thị Trinh, làm sao Đặng Ích biết ta ở Giang Thần Miếu? Ta buồn, ta đau, nhưng ta không thể không nói. Trời ơi, trách ai sau nỡ hại người? Tâm xà khẩu phật, lòng người khó có. Ơi cuộc đời sao ai tôi chẳng nghĩ thành đèn nỡ mang tâm cho quỷ sai tay hại người. Còn các người khéo ăn bụng, hại người rồi, còn đổ vấy cho nhau.
hết cha rồi đến con. Lê Lương, lão xin thề nếu có thốt nửa lời gian dối. Lê Lương, người hãy chờ lão bắt được thằng phán bội dòng về đây để rửa lỗi mất mình. Lưỡi kiếm này lão quyết chẳng dung tình, giết nó trước để triệt mâm phản phu. Cha ơi trong đèn thao thức tàn đi, nỗi xót xa ai hiểu ngọn ngày này. Lòng nguyên văn chính cao. Trời ơi, đúng rồi, hình khởi nghĩa Lam Sơn, ấn Lê Vương, chữ quốc công Nguyễn Trãi. Trời ơi, vậy là cụ vẫn giữ được sao? Đúng vậy. Sinh trốn Hàn Vương, mang bầu nhiệt huyết, khinh mạn công danh, kết giao hào kiệt, xếp bút tiên hỏa trí với tăng hồng, mượn cung kiếm tiêu dao cùng tuế nguyện, chỉ làm trái rút nên nghiệp lớn, tiếng thơm danh lại lòng lão trượng như sông dài biển rộng, chứa mênh mang muôn con nước trôi về. Xin đừng chấp vãn sinh thô lậu chân quê, thiếu suy xét
vội buông lời xúc xiêm. Ngay được thấy tấm trung kiên quả cả, kinh hiểm nghèo vẫn cần trọng giữ gìn vật quốc cấm lưu truyền của người nghĩa sĩ. Lê Lêm, tuy quốc cấm nhưng lại là quốc bảo, tưởng bá đạo mà chính là vương đạo. Nên thân già này dù có thịt nát tan thành vẫn giữ trọn niềm tin vào chính nghĩa. Dạ. Cha ơi, đỏ vẫn đang nằm trên bến cát. Cha nên đưa trang sĩ vượt sang này, trèo nâng trăng khu bóng xế non tay, chỉ chớp mắt sẽ cập bờ chiêm phút. Còn ở lại đề phòng khi biến cuồng. Nhân đêm, dạ. Chúng ta đi. Dạ. Khoan, lá trùng. Chuyện gì? Nghe như tiếng, có tiếng vó ngựa đâu đây? Có lẽ là đặc ích buổi hoàng hôn tới quán này hách dịch, hỏi ngược xuôi rồi giờ tối trăng hoa. Sao? Khi sao về còn hẹn lúc trăng tà quay lại để bắt con đi cha. Loại vô sỉ, ta sẽ đi giết nó. Dừng lại, Lê Lương. Lê Lương, nóng giận lúc này phải có ý chí. Việc gấp gáp lắm rồi người không thể vội đi, nhưng đi là chết. Hãy nghe giá ở lại cho thời cơ. Đêm mai vào lúc trăng nhạt điệu, lão sẽ đón người ở Giang Thần Miếu. Còn bây giờ người hãy tạm tránh đi, bởi tránh voi chẳng xấu mặt chi. Lê Lương, hãy nghe giá. Mời lão trưởng. Vậy thì vãn bối xin cáo từ. Dạ. Lấy cho cha mùi lửa. Kìa cha, cha định làm gì ạ? Đốt quán. Một tay mắt rơi trời tung bão, thủ tạc người lao mở một đường sinh,
phần trẻ con, phần trẻ con vẫn chống đỡ thân mình. Ông đã có lúc tưởng cơ hồ muốn gục, mặt nhảy hoa và chân tay trùng mồ hôi tuôn như suối rồi bay ra. Thế rồi lão la lên một tiếng: Lê Vương! Giả này tưởng chừng như nhìn thấy Lê Vương vậy. Áo vải đơn sơ hoành khăn giản dị, song vẻ đường hoàng lẫm liệt vô ngần. Người chống gươm đứng lặng giữa ba quân, mặt nhìn thẳng chiếu long lanh như thương xót nỗi đời, như căm thù, như thúc giục lòng người, như đem lại tất cả niềm tin tưởng. Thế rồi lão đổ tưởng chừng sức lực được tăng lên như vô lượng, lưới mắt của lão ấy đi như gió cuốn lá vàng bay. Sát thủ lăn trên mặt đất ngổn ngang, máu tuôn đẫm dưới gót chân nóng hổi. Tướng quân Lê Liêm ơi, tôi đây. Lúc ấy giả này không còn sợ gì nữa, giả mới hét to lên một tiếng: Có lên, có lên. Tình riêng không xếp trước tình chung, việc nhà sau, việc quốc gia lo trước. Lão yêu con, nhưng con không bằng đất nước. Người vì tư, nhưng tư phải nhường công. Nếu thì chính con ta có một bước lòng đó, ta tin nó sẽ tuấn tiếp, thì cũng coi là đích đáng này. Một viên gạch đắp chung vào nền tảng cho đài thiêng non nước vững vàng thêm. Lão trưởng, Thị Trinh ơi, mình mong bó ngựa trường trinh, đòi người phải trả núi sông cho mình. Mộng trai xây ngập mây tầng, hẹn lành mai sẽ chung cùng bên nhau. Ta sao bỏ
Lê Liêm, muộn khổ lúc này thì có ích chi, tình thế gấp gáp lắm rồi, người ở đây chờ lão. Bà Vũ, hãy theo ta. Lão trưởng, thế mới là nghệ sĩ. Lão trưởng, thì ngồi đâu? Nàng là cô bán quan, tự hào đẹp nhất trần. Năm năm nâu lên màu áo vải, tóc dài buông xõa đôi mắt, đưa mái chèo hò khoan quấy trời trong nước, mượt lông làm nổi gió liễu trương đại. Quán thời xanh xinh, nàng nhất thể hoa khôi. Đôi ta gặp nhau trong gian lều cỏ, đôi ta hẹn nhau một kiếp xa xôi. Ta ngủ lòng nàng bầy làn suối thắt, nàng uống hồn ta xu ánh mắt lời. Một phút giao tình, ngàn năm cách biệt, nửa đời hồ hải, thù hận. Thì chứ, sao ta gặp nàng, sao nàng quen ta? Thì chúng tôi tám hướng mười phương nhân, lệ ta chan chứa hơn đời. Áo xanh đấm cưới, hẹn người sang châu. Nếu rồi đây phải xa nhau mãi mãi, nàng hẳn tưởng ta quên tình đồng điệu. Chỉ cho bằng mượt giáo thủ thích lên tường miếu, biết tâm thương quấy ghém một đôi phần, gửi cho nàng và cho cả thế nhân. Buổi ấy lên đường có một thân, lối sang thời đôi ngả phân vân. Tân khách một giai nhân, thiếu bao đứa đón, lòng không thiếu, chỉ thiếu một người đưa tiễn chân. Tên áo lục đâu? Tên áo lục đâu?
Tên áo lục đâu? Thằng kia tên áo lục đâu? Thằng kia nữa tên áo lục đâu rồi? Ta hỏi người đấy. Hỏi thế tên áo lục đâu? Đã hai lần người lẻo mép bà Hòa. Bà Hòa đâu? Người cãi à? Cãi đâu mà cãi? Cầm ngay. Cầm. Nói hưu vừa để thỏa thuê uống rượu. Cả hai lần đều là chuyện phiệu. Quỳ miếu hoàng, ta đã tốn bao công. Và hôm nay vây quán cũng tay phải. Thái vũ quay hào của em rồi. Được rồi. Dạ thưa ngài, tôi dám chắc là hắn đã từng có mặt ở đây. Trước khi đi tôi còn nấp lại trong sân. Tôi còn nghe rõ cả cha già tôi căn dặn rằng lúc trăng chưa lặn hắn sẽ chờ ở đây việc lối sang chiêu. Hắn sẽ chờ ở đây để tìm lối sang chiêm. Có đúng như thế không? Dạ đúng. Và những cây trọt tìm vào. Có tìm đâu? Lấy! Gông! Gông hắn lại! Sao lại gông? Hay là ngài để cho tôi cố tìm lại lần nữa xem sao? Được. Thằng áo lục đâu? Áo lục đâu rồi? Dạ thưa ngài, đây chính là chứng cớ. Chữ hán viết vẫn còn lôi thôi trên mảnh vữa. Tôi đoán chắc rằng là hắn vừa có mặt ở đây. Úi dồi ôi, không phải sao cái chữ thằng này viết xấu thế nhỉ? Vừa xấu lại vừa sai. Chữ này giống con hiêu, chữ này giống con nai. Nét chữ nghiêng liễu đà liễu liễu. Hàng lệch hàng siêu. Đúng là cái thằng nát rượu. Này, nhưng mà tôi dám chắc rằng là lúc này hắn hay ra sông cùng với anh cha tôi. Người dối ta. Dối sao? Nghĩa là người trắng trở đi hùa theo quân Thảo khấu rừng lam. Mày kế mưu cho chúng thoát. Cụ ý rằng mày đâu? Lại còn dám lấy vải thưa che mắt thánh à? Được. Ta sẽ giết người có độc để nghiêm quân lệnh, làm gương cho quân phản phúc sau này. Lấy cơ gông hắn lại. Này con cho mình lúc
ma đan kỳ so hung trụ, tà mộc kinh kha diệt bạo tần, nửa nụ cười xuân muôn tráng sĩ, 3000 tân khách một giai nhân, thiếu bao đưa đón lòng không thiếu, chỉ thiếu một người đưa tiễn chân. Chẳng ở đâu, chẳng ở đâu. Anh còn làm sao mà phải chết trời.
đầy lửa chiếc áo đẫm máu. Dì vật của anh con để lại. Trời ơi! Cha đã dùng mái chèo đào huyệt để chui, đắp cao đất rừng che làm mồ chí. Cha nhớ mãi trước lúc khi tắt nguồn, trên tay cha anh con nấp ôm vết thương dòng máu chảy như tuôn, cố gắng sức mà mắt nhìn trông trông, dòng lệ xuôi tràn mi, nó khóc, nó khóc như hồi tóc con bổ trái đào. Con vui đùa đuổi bóng với trăng sao, rồi hối lại anh con bọc bạch, hối hận là quá dài chẳng nghe cha. Quên lãng quốc thù vui thú trăng qua, muốn quay lại những bốn bề vướng mắt. Lúc tình cơn mê toàn tinh biệt sang hờn, vùi hết thân danh trong vò rượu lớn. Con ơi! Nhục vinh thần xác bỏ mình, đời sau bia miệng hoan tình cha đau tan nát mà lòng cha ơi con ơi à ơi đôi ơi này cha ơi nay tan à nát nơi ơi nỗi dục ơi này xảy ra chuyện gì vậy? Trần Bạch, anh của em chết rồi. Sao? Trần Bạch chết rồi sao? Lão chủ, trời đã đến rồi đi cơ. Con gái, đừng than khóc nữa. Giờ điểm rồi, cha thấy người đi làm phận sự quốc gia, đưa tóc sang súng trước lúc trời sáng. Lê Liêu, dạ, chúng ta đi. Quan, điểm lão chủ. Chuyện gì vậy? Ta không thể đi vì là có kẻ báo cho quân thủ biết trước, nên trên dưới khắp đầu sông bến nước chúng bùa canh phòng cẩn mật vô chừng. Phản gió đưa hương tiếng động sóng lửng, muôn tên bút như mưa đan chi chít. Đây, trên mặt đê quân giản ra kín mít, lửa rực trời xô sát tiếng gương đao, sát khí bừng bừng lấp ánh trăng sao, đứng tề chỉnh như sắp hàng xuất trận. Kiểm lão trưởng,
Tao phải đi, nhưng ta nên cẩn thận. Sao vậy? Con rượu này không khéo đỏ bị mất thì lấy gì? Không, đỏ cha đã giấu ở một nơi, chỉ mình cha không ai biết được. Lão trưởng, ta đã ở trong vòng vây của giặc, dù có sống cũng coi là vô dụng. Thế giặc đương như nước cuốn triều dâng, lửa cháy đầu nhà, nước lan đến chân, đều cùng khó cả đôi đường tiến thoái. Thả sông lên phải có cơ thắng lợi, hơn lùi vậy lắm cái chết mười vui. Cha ơi, cha phải tính cách nào đi ạ? Cha nghĩ rồi, phải một phen mau hiểm thoát khỏi vòng vây lọt ra ngoài, vượt đỏ lên rồi dốc nhẹ về đây. Vì cả một dải sông này với cha như một người thân thuộc, đâu là lọc sông, đâu là mép nước, khúc nào chìm khuất, khúc nào quanh co. Nhắm mắt vào, cha vẫn lái được đò. Lão chủ, cha ơi, giữa lúc hiểm nguy một còn một mất, dù thông thạo nhưng cha cũng đừng khinh suất. Lão chủ, lời thì trinh trí tình, bác sinh cũng mong lão chủ giữ mình, vì sinh mệnh nối liền cùng sinh lộ, việc bất chấp thì sống chết là vận số. Người ở đây chờ lão, xem lão ra tay dập ba chầu là có đò về ngay. Lê Liêm, dạ Lê Liêm. Đằng sau miếu có lối đi nho nhỏ, giữa ngàn lao thông ra đến bờ sông, nơi đồi bờ chiêm Việt rộng mênh mông, lối bí mật nên ta không kiểm soát. Dạ. Ta ra đâu chắc 10 phần sẽ thoát. Lão đi trước này. Cha đi đây. Cha ơi. Cha. Lão trưởng. Lê Liêm ơi, vậy là cha đi rồi. Em lo quá, không biết cha có lấy được đò không. Ta tin là cha sẽ lấy được. Lê Liêm này. Trong con rất lờ đá rồi, vội tìm tên miêu bóng người vắng tạnh, hoặc nhìn nét giáo tung hoành vẫn thơ minh điều mà thành. Thì chứ khi trần thế đã mịt mờ cát bụi, chẳng nguyện ước lòng ánh trăng hòn cùng bóng người đi lòng bóng yếu trong trời, bờ phiêng cỏ lạnh hoang sơ tưởng con hiu quạnh bài thơ lạc hoàn cùng thấy đây mừng rỡ muôn quần. Mà lòng cố chúng tần ngần lã trả đổi hàng trong, không biết mình đã không nghe tiếng nấc dồn mong, mới hay mình thổn thức tưởng chàng đi đã không hẹn giờ tái ngộ. Trời ơi phương khắc ngoài chúng ơi chán mà khổ trong. Tuy mới nhung nhưng chép muôn vạn công, nguyện cầu trong tâm ý chẳng vượt khỏi sông sâu. Buồn người ở lại bên này bến phơi phới sương buồn mai đông. Thủy Trinh, khi đất bằng sóng dày, cảnh hương đầy tả tôi, biết tìm đâu cho thấy năm tháng rộng đường dài. Muôn cương rừng mại bờ mây gió, ngựa tía rung bầu gọi bóng ai. Lòng em theo với lòng cha, lòng ta hòa với lòng nàng tử đây. Nếu
nếu mai này nơi góc bể chân mây, nàng còn nhớ đến tình ta hiện tại. Túi gấm này là vật phẩm tạc vi, có lời phụ thân phút cuối ra đi, cắn máu ngón tay viết lên lụa trắng. Nợ nước thù nhà, hai vai gánh nặng, sống làm sao cho xứng bậc tu mi. Buổi non sông dập bóng tinh kỳ, nơi quân nghĩa dựng cao đài chiến thắng. Lên em, chàng đợi em, đợi em. Lê Liêm ơi, đây nắm đất con tiền tổ muôn đời, chẳng giữ lấy khỏi quên tình đất nước. Đất nước còn không còn em cũng được, đất nước không em có cũng bằng không. Ra đi thương nhớ lòng đầy, ngày ấy xung bày lão trưởng. Kiểu cha, ngươi định làm gì? Cha định làm gì ạ?
đừng hỏi nhiều nữa. Lệ Lương, sự nghiệp ra sân, quốc dân trong đời. Trời ơi, không, lão chủ, vậy hỏi biết lão trong định làm gì rồi? Trời ơi, không, Lệ Lương, đừng nói nhiều nữa. Kìa, hồn thiêng nước non vẫy gọi. Thì các con, đi đi kẻo không kịp, lạc đến nơi rồi. Lão trưởng, sự nghiệp giang sơn quốc dân trong đời, còn phải đi, chúng con phải đi. Đi đi các con, đi đi, mặc ta, đi đi. Chị Trinh. Trời ơi, ngăn ngăn ngu mộ rằng, thiếu ăn lòng miếu hoàng, còn đi đây. Các người nhìn xem, ta là